Những người lính cầm chắc khẩu súng trường trên tay, hăm hở tiến ra chiến trường bảo vệ thế giới tự do. Màn trình diễn này cũng như những hình thức tuyên truyền khác góp phần tạo dựng hình ảnh của sức mạnh quân sự Mỹ. Không khó để hình dung tâm lý ngại Mỹ, tránh đụng độ với Mỹ lại phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Bên ngoài sân khấu, những con tàu há mồm cưỡi sóng đưa lính thủy đánh bộ đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng. Hàng dài những máy bay vận tải quân sự C-130 chở quân viễn chinh Mỹ tới Việt Nam. Máy bay chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm 77, hạm đội 7 cất cánh từ tàu sân bay ngoài Biển Đông đánh phá miền Bắc. Đối mặt với đế quốc Mỹ lắm bom nhiều súng đạn, quyết tâm đấu tranh thống nhất tổ quốc của dân tộc Việt Nam có bị lung lay hay không? Và đây là câu trả lời. Ngoan cường chiến đấu với không lực Hoa Kỳ, quân và dân miền Bắc quyết liệt đánh trả các cuộc công kích của Mỹ. Hòa với tiếng súng của lưới lửa phòng không miền Bắc, bộ đội địa phương của quân giải phóng đã tấn công quân đội viễn chinh Mỹ khi vừa mới đặt chân lên miền Nam. Ngày 26 tháng 5 năm 1965, tiểu đoàn 70 của tỉnh Quảng Nam phối hợp với bộ đội đặc công V-16 vận dụng phương châm nắm lấy thắt lưng địch mà đánh, bí mật tiếp cận gần, bất ngờ nổ súng tấn công căn cứ dừng chân của Mỹ ở núi Thành. Những cái thắng lợi như thế trong cái cả trên chiến trường và đụng độ trực tiếp với quân Mỹ và cả trong chống chiến tranh phá hoại miền Bắc thì hoàn toàn có cơ sở là ta tin là ta có thể đánh thắng Mỹ được. Sau trận núi Thành, một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ bị diệt gọn. Hình ảnh đầy uy thế của quân đội thiện chiến được tuyên truyền rầm rộ bấy lâu bị thách thức. Phương châm nắm lấy thắt lưng địch mà đánh hé lộ khả năng hóa giải sức mạnh quân sự Mỹ. Thưa quý vị, núi Thành là trận đầu đánh Mỹ của quân và dân miền Nam. Trận chiến đấu của bộ đội khu 5 đã đánh vỗ mặt quân xâm lược, mở ra phương châm nắm lấy thắt lưng địch mà đánh, đồng thời giải quyết được tâm lý sợ Mỹ, ngại đụng độ với Mỹ. Sau chiến thắng núi Thành, khí thế tìm Mỹ mà đánh sục sôi khắp miền Nam. Thế nhưng, tiếng pháo lệnh của cách mạng miền Nam ở núi Thành đã đủ vang dội khiến Nhà Trắng rung chuyển hay chưa? Ở Washington, đầu não bộ máy chiến tranh của Johnson toàn tính những gì cho bước đi tiếp theo của chiến lược chiến tranh cục bộ? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong đối đầu phần 2 của Bàn Cờ Thế. Tháng 7 năm 1965, kế hoạch được đệ trình lên Tổng thống Mỹ Johnson. Toàn bộ kế hoạch dự định kéo dài từ 2 năm đến 2 năm rưỡi, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đến cuối năm 1965, ngăn đối phương hoạt động mạnh, đảm bảo cho Mỹ và đồng minh triển khai lực lượng và phản công. Giai đoạn 2, đến giữa năm 1966, mở các cuộc hành quân quy mô lớn bằng hai lực lượng nòng cốt chủ yếu, theo chiến lược hai gọng kìm tìm diệt. Giai đoạn 3, đến giữa hoặc cuối năm 1967, truy quét lực lượng vũ trang còn lại của đối phương, phá căn cứ kháng chiến còn rơi rớt lại, tạo điều kiện cho chính quyền Sài Gòn và quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiết lập và duy trì trật tự trên toàn miền Nam khi quân Mỹ và đồng minh rút khỏi miền Nam Việt Nam.
Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, Westmoreland đề ra 4 biện pháp thực hiện. Tăng cường càng nhiều càng tốt lực lượng cơ động, chủ yếu là lực lượng Mỹ và đồng minh để mở các cuộc hành quân quy mô lớn, tiêu diệt lực lượng vũ trang đối phương. Dùng quân đội Việt Nam Cộng Hòa là chủ yếu, đẩy mạnh Bình Định có trọng điểm, tiêu diệt lực lượng vũ trang địa phương và phá cơ sở hạ tầng của Việt Cộng. Tăng cường oanh tạc miền Bắc, cắt đứt mọi nguồn chi viện của miền Bắc. Cô lập Việt Cộng ở miền Nam, củng cố hậu phương, tổ chức các khu căn cứ quân sự của Liên Hiệp Mỹ. Thiết lập hậu cần tại chỗ, phục vụ cuộc chiến tranh quy mô lớn của Mỹ và đồng minh. Hồ sơ kinh nghiệm và sự tự tin của Westmoreland đã thuyết phục được Tổng thống Mỹ Johnson phê duyệt kế hoạch của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự Mỹ. Những nhân vật quyền lực nhất của nước Mỹ liên quan tới cuộc chiến ở Việt Nam, từ phải qua trái: Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tướng của quân đội Mỹ. Còn đây là bức ảnh tương tự được chụp dưới thời của Tổng thống Kennedy. Hai bức ảnh được chụp ở hai thời điểm khác nhau. Đây là lãnh đạo Mỹ ở thời đoạn cuối của chiến lược chiến tranh đặc biệt. Còn đây là lãnh đạo Mỹ thời kỳ đỉnh cao của chiến lược chiến tranh cục bộ. Gắn với mỗi chiến lược là mỗi kế hoạch của Washington nhằm can thiệp bình định miền Nam Việt Nam, biến nước ta trở thành thuộc địa kiểu mới, phục vụ mưu đồ bá chủ toàn cầu của đế quốc Mỹ. Cùng mơ tưởng về chiến thắng trong thời gian ngắn ngủi, thế nhưng hai kế hoạch có trọng tâm hành động khác nhau. Kế hoạch Staley Taylor chủ trương dồn dân lập ấp, bình định nông thôn, tát nước bắt cá, cô lập cách mạng. Biện pháp quân sự được sử dụng chủ yếu là để phục vụ cho việc giành dân, lấn đất. Mỹ chỉ đóng vai trò cố vấn quân sự. Chiến tranh đặc biệt tức là vũ khí Mỹ cộng với quân ngụy, thế rồi cái hệ thống ấp chiến lược để đương đầu với cái lực lượng cách mạng Việt Nam thì đã không đứng được. Trước và sau năm 1964, tình thế miền Nam Việt Nam đã thay đổi. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã trưởng thành, giành nhiều trận thắng quan trọng từ ấp Bắc đến Bình Giã, sự kiện Vịnh Bắc Bộ vào tháng 8 năm 1964 và việc căn cứ Mỹ ở Pleiku bị tấn công vào tháng 2 năm 1965 đã tạo cái cớ để Mỹ và Chư Hầu đổ quân trực tiếp tham chiến tại Việt Nam. Để thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, trọng tâm nhiệm vụ của Depuy và Westmoreland là ngăn chặn và tìm diệt. Ngăn chặn sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng, tìm và diệt quân giải phóng. Và Westmoreland có điều kiện để thực hiện điều đó. Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1965, số lính Mỹ ở Nam Việt Nam đã tăng từ 18.000 lên 81.000, chưa kể lực lượng cố vấn có mặt từ trước đó. Chưa đầy nửa năm sau, khi Johnson chấp nhận kế hoạch tăng quân tháng 12 năm 1965, Westmoreland đã có thêm không phải 50.000 quân như ông ta đề nghị, mà là gấp đôi con số đó, 100.000 quân. Tổng số quân Mỹ ở Nam Việt Nam lúc này là 181.000 quân. Theo gót đạo quân này là nhiều vũ khí trang bị chiến tranh tối tân. Lực lượng này sẽ được huy động vào các nhiệm vụ tiêu diệt chủ lực đối phương, bình định nông thôn, tiêu diệt cơ sở chính trị, leo thang ném bom đánh phá miền Bắc, ngăn chặn mọi nguồn chi viện, cô lập miền Nam. Mục tiêu chặn chiều hướng thua, dồn đối phương vào thế phòng ngự bị động, xoay chuyển cục diện chiến tranh, dường như nằm trong tầm tay của Mỹ. Khuôn mặt rạng rỡ, bộ ba Johnson, McNamara, Westmoreland chắc hẳn đang tin tưởng vào sự thành công của thắng lợi cuối cùng. Trong suốt chiến tranh Việt Nam, mỗi đời Tổng thống Mỹ đều đề ra một chiến lược, mỗi chiến lược lại gắn với một kế hoạch cụ thể, và mỗi kế hoạch lại gắn với những con người cụ thể. Nếu như kế hoạch của Mỹ trong chiến tranh đặc biệt mang dấu ấn của Eugene Staley và Marshall Taylor, thì kế hoạch của Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ lại gắn với William Depuy
và William Westmoreland. Nếu như bộ đôi đầu tiên là một tiến sĩ kinh tế và một quân nhân, thì cặp đôi thứ hai chỉ toàn là quân nhân. Phải chăng vì vậy mà kế hoạch do hai viên tướng Mỹ vạch ra toàn những động từ mạnh? Hành quân, bình định, oanh tạc, cắt đứt, tiêu diệt. Rõ ràng, thời điểm quân giải phóng hình thành vành đai diệt Mỹ như Hòa Vang, Chu Lai, An Khê, Bến Cát và nổi pháo đầu tấn công đơn vị lính Mỹ ở Núi Thành, thì cũng là lúc quân đội viễn chinh Mỹ đang lên những kế hoạch hoạt động triển khai lực lượng và xúc tiến tổ chức các cuộc hành quân tiêu diệt. Trên chiến trường, bước đi cụ thể của Mỹ ở miền Nam Việt Nam sẽ là gì? Hai viên tướng Mỹ này có điểm gì chung? Họ đều mang quân hàm đại tướng của lục quân Mỹ. Họ từng là giám đốc học viện West Point, trường đào tạo quân sự danh giá bậc nhất của quân đội Mỹ. Họ từng giữ chức tham mưu trưởng lục quân Mỹ. Sau tất cả, đây là những người theo lệnh Tổng thống Mỹ vạch ra các kế hoạch bình định miền Nam Việt Nam. Thế nhưng Marcel Taylor, dưới thời Kennedy đã không có được sự cho phép và quyết tâm triệt để sử dụng sức mạnh quân sự của Tổng thống Mỹ để giải quyết vấn đề Nam Việt Nam. Đầu thập niên 1960, Kennedy đã không chấp thuận đề nghị của Marcel Taylor đưa 8.000 quân chiến đấu tới Nam Việt Nam. Còn William Westmoreland được Johnson cho phép huy động 18.000, 81.000, 181.000, rồi đỉnh điểm là gần 550.000 lính Mỹ. Mỹ đã sử dụng tới 70% lực lượng lục quân, 60% lực lượng lính thủy đánh bộ, 40% lực lượng hải quân, 60% lực lượng không quân, cùng với 22.000 nhà máy xí nghiệp phục vụ cho cỗ máy chiến tranh Mỹ ở Nam Việt Nam. Sau khi đổ bộ vào Đà Nẵng tháng 3 năm 1965, Mỹ lần lượt thiết lập hệ thống sân bay, kho tàng, căn cứ quân sự dọc miền Trung đến tận Tây Nam Bộ. Dù vậy, không chờ tới lúc có đủ binh lực như Tổng thống đã hứa hẹn, Westmoreland đã bắt tay chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn vào mùa khô năm 1965-1966. Viên tướng 4 sao này quyết tâm giành lấy chiến thắng mở màn cho chiến lược quân sự tiêu diệt của mình. Tìm, diệt, cụm từ ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều tham vọng lẫn ẩn ức của các chỉ huy Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1963, cố vấn Mỹ đứng sau các đơn vị của quân đội Việt Nam Cộng Hòa liên tục triển khai các cuộc hành quân càn quét vùng giải phóng. Các cuộc hành quân này tập trung vào nhiệm vụ đốt phá, san ủi nhà cửa, dồn dân lập ấp chiến lược. Các biện pháp quân sự được dùng chỉ để hỗ trợ cho công cuộc bình định. Từ giữa năm 1962, tận dụng sức mạnh cơ động của xe thiết giáp và trực thăng đa dụng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa áp dụng chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận gây nhiều khó khăn cho cách mạng. Thế nhưng khi các lực lượng cách mạng quyết tâm bám trụ địa bàn thì những chiến thuật này đã phá sản. Điển hình là trận ấp Bắc diễn ra ngày 2 tháng 1 năm 1963. Cũng trong trận ấp Bắc, các tướng lĩnh sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã có nhiều mâu thuẫn với đồng minh Mỹ. Trong khi cố vấn quân sự thúc giục tiến quân thì các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chuyển thời điểm tấn công chậm một ngày để ăn Tết dương lịch. Quân giải phóng ở ấp Tân Thới và ấp Bắc đã có cơ hội củng cố quân sự. Trong chiến đấu, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bạc nhược và hèn nhát, gánh chịu thất bại nặng nề. Mất 7 trực thăng, 3 xe thiết giáp, 1/3 quân số bị loại khỏi vòng chiến. Năm 1965, vị thế, vai trò, quyền hạn và nguồn lực trong tay các sĩ quan Mỹ trên chiến trường Việt Nam đã khác hẳn với thời điểm năm 1963. Các chỉ huy được quyền điều động những đơn vị thiện chiến nhất của Mỹ cho những cuộc hành binh mà họ chủ động vạch ra. Lực lượng tại chỗ của Mỹ vào cuối năm 1965 đã lên tới hơn 3 sư đoàn được trang bị đầy đủ. Trong khi đó, về phía đối phương, phải tới tháng 9 năm 1965, quân giải phóng mới thành lập được sư đoàn chính quy đầu tiên. Tháng 8 năm 1965, chỉ một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Johnson phê chuẩn kế hoạch hành động, Westmoreland nóng lòng mở một cuộc hành quân tìm diệt đối phương. Đúng lúc này, một cơ hội tốt đã đến với viên tướng 4 sao. Giữa tháng 8 năm 1965, tiếp nối khí thế tìm Mỹ mà đánh sau chiến thắng Núi Thành, Trung đoàn 1 của bộ đội chủ lực quân khu 5 được lệnh chuẩn bị tấn công căn cứ quân sự Chu Lai. Vạn Tường, địa bàn thuộc quyền kiểm soát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, cách Chu Lai gần 20 km, được chọn là điểm tập kết cho cuộc tấn công.
Thế nhưng ngày 15 tháng 8 năm 1965, hoạt động chuẩn bị của Trung đoàn 1 bị lộ. Là có một cái chuyện xảy ra, có một anh lính, anh đi đầu hàng địch, thì Bắc Hơ báo rằng, Bắc Hơ nói cái vùng đó là cũng gần địch, từ chỗ Vận Tường mà ra Bình Sơn có mười mấy cây số thôi. Thì đang đứng chân ở đấy thì rõ ràng là quân Mỹ tổ chức một cái cuộc càn quét, một cái cuộc càn quét quy mô lớn mà huy động 8.000 quân với lại hơn 100 xe tăng và xe lội nước, hàng chục máy bay, chưa kể như vậy là hàng chục tàu chiến ở ngoài biển. Thời cơ lý tưởng, đặc biệt thuận lợi là đánh giá của Bộ Chỉ huy Cố vấn Quân sự Mỹ về tình huống này. Ngay lập tức, một chiến dịch tìm diệt mang tên Ánh Sáng Sao được vạch ra với mục tiêu tiêu diệt bộ đội chủ lực quân giải phóng đang đóng quân ở Vạn Tường. 10 giờ sáng ngày 17 tháng 8, một đại đội của tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ từ căn cứ Chu Lai tiến về Vạn Tường bằng xe lội nước, đóng chặn đường tiến lên phía bắc của quân giải phóng. Cuối buổi chiều, lúc 17 giờ, lực lượng còn lại của tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ Mỹ đi tàu đổ bộ tập kết lên bờ biển An Cường, chốt chặn phía nam Vạn Tường. Tình huống bất ngờ khiến quân giải phóng bị bao vây bốn bề, hai đầu bắc nam là địch, hai bên đông tây là biển và núi đồi. Mất thế chủ động, quân giải phóng buộc phải chuyển sang phòng ngự bị động. Nếu như ở núi Thành thì chúng ta chủ động chọn mục tiêu để đánh, chọn cách đánh, chọn mục tiêu để đánh, chọn thời gian để nổ súng. Thế nhưng đến Vạn Tường thì nó lại khác. Vạn Tường là chúng ta không được phép chọn là không gian để tổ chức trận đánh. Tham gia chiến dịch Ánh Sáng Sao có 3 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ, có sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng, trực thăng, xe lội nước chở quân. Ngoài khơi, tuần dương hạm USS Galveston và khu trục hạm USS Olick cũng có mặt yểm trợ hỏa lực. Tất cả các lực lượng này đều sẵn sàng trở lệnh tấn công. Không quân thì cả hàng trăm chiếc máy bay phản lực ở từ ở sân bay Chu Lai cũng dựng ngoài hoạt động. Đấy. Và hắn chuẩn bị tàu, còn hàng mấy chiếc tàu, nghĩa là 4 chiếc tàu mà đổ bộ đường biển đó, và những cái tàu con nó tập kết thôi đó. Nó còn xe tăng thì phải nói là cả hơn 100 chiếc xe tăng, kể cả xe lội nước, mà xe M48 là loại lớn nhất bắt đầu sử dụng vô chiến trường miền Nam đã đưa vô rồi. Không những không chọn được thời gian, không gian tổ chức trận đánh như đã định, gần 1.500 chiến sĩ quân giải phóng gồm một trung đoàn chủ lực của khu 5 và bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi lọt vào vòng vây của gần 5.500 lính thủy đánh bộ Mỹ và các đơn vị hỗ trợ bằng phương tiện chiến tranh hiện đại trên bộ, trên biển, trên không. Cả thời, thế và lực đều nghiêng hết về phía Mỹ trong trận đánh này. Bí mật là một trong 10 nguyên tắc giành chiến thắng mà Tôn Tử, nhà lý luận quân sự của Trung Hoa cổ đại từng đề ra trong việc dùng binh. Vào việc, không gì quan trọng bằng giữ bí mật. Giữ được bí mật mới giữ được thế chủ động. Bị động coi như chịu sự khống chế của địch. Vì không giữ được bí mật mà vào trung tuần tháng 8 năm 1965 ở Quảng Ngãi, bộ đội khu 5 đã đánh mất thế chủ động vào tay quân Mỹ. Trong khi Westmoreland nóng lòng thực hiện các cuộc hành quân tìm diệt kiểu mẫu, thì quân giải phóng lại xuất hiện sát nách lực lượng Mỹ đóng tại Chu Lai, trong một tình thế khó có thể tệ hơn. Số phận của quân giải phóng ở Vạn Tường trong vòng vây dày đặc của quân Mỹ sẽ đi về đâu? Vạn Tường sáng sớm ngày 18 tháng 8 năm 1965. 20 lần chiếc F-4 và A-4 của lính thủy đánh bộ Mỹ xuất kích thả 18 tấn bom phá và bom cháy xuống Vạn Tường và khu vực lân cận. Ngoài khơi, pháo hạm 127 ly và 138 ly nã pháo liên tục dọn bãi cho hoạt động đổ quân bằng trực thăng và tàu đổ bộ. Từ các hướng, dựa vào khả năng cơ động của chiến xa và trực thăng, quân Mỹ triển khai lực lượng tiến dần về phía Vạn Tường. 3 giờ sáng bắt đầu bom pháo rất quyết liệt, đổ đánh nghĩa là dùng cả hàng trăm lần máy bay, đánh kịch liệt vô tất cả phương án. Và đúng 5 giờ sáng là bắt đầu đổ 5 cánh quân xuống. Một cánh quân thứ nhất hắn đổ bộ vào chỗ An Cường đó. Cánh quân thứ hai là hắn từ Chu Lai xong. Cánh quân thứ ba là hắn đổ trên núi Phủ Tinh. Cánh thứ tư là hắn đổ trực tiếp xuống, thì gọi là mình dịch ra là ngôi sông Chuối. Bản đồ hành quân chiến dịch Ánh Sáng Sao của Mỹ
ý đồ của Mỹ là siết chặt gọng kìm, đẩy lui đối phương ra phía sau đường chia cắt. Kể từ đó, hỏa lực từ hạm tàu, máy bay sẽ tiêu diệt toàn bộ quân giải phóng. Bộ chỉ huy Mỹ tin rằng với sự áp đảo về quân số, hỏa lực và trang bị kỹ thuật, lực lượng của họ sẽ đè bẹp sức đề kháng và đánh bại hoàn toàn quân giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Đây là ngọn đồi 43 trong trận chiến Vạn Tường 50 năm trước. Ngọn đồi này có tên đồi E3. Đây là vị trí mà quân Mỹ đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân giải phóng trong chiến dịch Ánh Sáng Sao. Tại đây, ngày 18 tháng 8 năm 1965, hai đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ đã đổ bộ xuống ngay trước trận địa phục kích của quân giải phóng và bị tập kích ngay khi máy bay trực thăng còn ở trên không. Nó là trời nó đổ xuống, mình phủ đầu, quánh phủ đầu, thì nó không biết đầu nữa hết. Mà đổ đầu rồi quánh đó, có chỗ mà không đổ rồi cũng không nổ xuống. Nên nó đổ quanh hết, đổ đây rồi đầu tiên cái quánh phủ đầu, thì nó bắt đầu đổ xuống dưới. Lớp sau đổ dưới, đổ bên kia, thì đổ đâu thì bộ đội mình có. Nhưng mình trăng khi chuẩn bị chiến trường, mình xác định cái đầu nó rất quan trọng. Tức là câu điểm 43, câu điểm 43 đó, do nó vừa rồi tôi đi mấy lần thằng Mỹ không tới đâu, hắn cũng nghiên cứu đi, nghiên cứu lại. Hắn nói tại sao là, tức là hắn phát hiện mình không có ở đó, không có bố trí trước đó, cũng không dây xây dựng trận địa ở đó. Nhưng mà khi lên đó, nó bị vấp ở đó ngay đầu tiên. Bị vấp đó, tức là cặn ngay đó. Quân Mỹ tưởng rằng sẽ nhanh chóng siết chặt vòng vây, tiêu diệt quân giải phóng. Thế nhưng địa hình phức tạp của xã Bình Hải, huyện Bình Sơn lại là nơi các chiến sĩ giải phóng giằng sẵn thế trận chờ đón đối phương để tiến công. Hắn từ chủ động mà sang nó sang bị động đó. Hắn không ngờ là chỗ nào cũng thấy quân Việt Cộng xuất kích đấy, cũng bất thằng mà xuất kích đánh bất ngờ để hắn cảm nhận. Bởi hầu nó thật ra thằng Mỹ nó mới vô nó hùng hổ, nhưng hắn vô hắn cái ý sức đông, hắn tưởng đè bẹp mình được, nó đâu phải dễ mình nữa đó. Nhưng mà lần đầu tiên cho là lần đầu tiên trung đoàn một đánh Mỹ có thể nói là thành công. 4 máy bay trực thăng do cái Mỹ đầu tiên nó vô khí hậu nó không nắm được, là kỹ thuật nó cũng chưa nắm được, chứ sao này nó quen làm nó mới biết cái được. Cái hầu đó quánh là xuống lắm, bọn tao quánh rồi không có đấu á, còn không đấu á, quánh cỡ ngà đó mà không ai đấu rồi chót cái chứ, cơ mà mon the trong túi đó trong có ăn được đâu, để quánh là cái đâu có miết tới tối cả. Cứ về nhà với em, về từng đơn vị một đó với em, chứ còn cơ muốn bà bợ nó miết thôi chứ. Phải nói là cái trận Vạn Tường là chúng ta nhờ một cái thế trận chiến tranh nhân dân phát huy hiệu quả đến tối đa, và cái hay ở Vạn Tường tức là cái phối hợp tác chiến giữa lực lượng vũ trang ba phía quân. Cái trung đoàn 1 vừa về đứng mới về đứng chân ở đấy chưa lâu, nhưng rõ ràng mà thiếu một cái sự chỉ huy thống nhất từ trên xuống, nhưng rõ ràng cái giữa các lực lượng này và lực lượng kia thì là tác chiến hiệp đồng rất là chặt chẽ, phối hợp chia lửa cho nhau, hỗ trợ cho nhau, rồi mình vô hiệu hóa được, tiến tới tiêu diệt được các cái lực lượng của quân Mỹ. Ngoài vấn đề bộ binh thì cả xe tăng, một lượng xe tăng rất là lớn cũng bị tiêu diệt ở Vạn Tường. Tới trận Okinawa, đó là trận đánh trong chiến tranh thế giới thứ hai mà quân Mỹ giành chiến thắng với cái giá rất đắt, lên tới 5 vạn thương vong. Đây là một trong nhiều nguyên nhân thúc đẩy chính quyền Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, buộc nước Nhật phải đầu hàng. Thế nhưng sự so sánh của người Mỹ là không thuyết phục, bởi rõ ràng trong trận Vạn Tường, hay theo cách gọi của người Mỹ là trận July, quân Mỹ đã tìm được nhưng không diệt được quân giải phóng như mục tiêu đề ra. Kết cục của các đợt càn quét tấn công vào Vạn Tường đã không tỏa sáng như tên gọi của nó, Ánh Sáng Sao. Dù vậy, cũng cần nhớ rằng, cuộc phản công mùa khô 1965-1966 của Westmoreland mới chỉ bắt đầu. Những thách thức của quân giải phóng và cách mạng miền Nam vẫn còn ở phía trước. Diễn biến tiếp theo của cục diện chiến trường miền Nam sẽ xoay chuyển ra sao? Kính mời quý vị theo dõi ở phần 3 của loạt phim Đối đầu, Bàn cờ thế.